Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Triệu Lệ Dịnh gây sốc visual trong Ai là hung thủ, cà khịa cực mạnh Vu Chính ở một chi tiết. Mới đây Ai là hung thủ đã chính thức lên sóng, đánh dấu bước chuyện mình ngoạn mục của Triệu Lệ Dịnh. Nhân vật bác sĩ Thẩm Vũ ra mắt với diện mạo vô cùng khả ái, khiến người xem phải thốt lên về mức độ hắc tuổi của mỹ nhân, sinh năm 1987. Đây là lần đầu tiên Triệu Lệ Dịnh khoác lên mình trang phục của y bác sĩ, thế nhưng vẫn khiến ai nấy trầm trồ visual trẻ đẹp và hiền từ. Nhiều khán giả cảm thấy Triệu Lệ Dịnh trông giống một bác sĩ mới vào nghề, mang lại cho bệnh nhân cảm giác gần gũi, ấm áp. Đặc biệt, diễn xuất của Triệu Lệ Dịnh nhận được đông đảo sự tán thưởng của netizen. Nữ diễn viên đã thể hiện thành công tính cách giả tạo, hai mặt của nhân vật, khiến người xem trầm trồ. Tuy nhiên, phim mới của Triệu Lệ Dịnh lại có động thái được cho là nhắm thẳng đến thủ xưa mang tên Vu Chính. Trên tay bác sĩ Thẩm Vũ ôm chú cún con một cách nâng niu, ân cần. Ngoài ra, cuối mỗi tập phim còn có dòng chữ không có động vật bị thương trong quá trình làm phim. Đây được xem là động thái thông minh, đồng thời ẩn ý cà khịa scandal hại chết mèo vừa qua của đương gia chủ mẫu và hàng loạt lùm xùm giết hại động vật trên phim năm xưa của Vu Chính. Hiện tại, nhờ sự xuất hiện của Triệu Lệ Dịnh, Ai là hung thủ đã có những thành tích khả quan hơn, trở thành phim thuộc đề tài huyền nghi, kỳ bí, phá án, có nhiệt độ cao nhất trên Iwizi. Được biết, Ai là hung thủ thuộc series Rạp Hát Sương Mù, Mê Vụ Kịch Trường. Năm ngoái, các phim thuộc series này gây được tiếng vang lớn khi nội dung lẫn diễn xuất đều đỉnh cao như Góc Khuất Bí Mật, 8.8 đầu ban, Chân Tướng Trầm Mặc, 9.1 đầu ban. Nhưng năm nay, Cú Ngạ Ngựa của Sương Mù Đình Bát Giác, 6.1 đầu ban và Nguyện Vọng Chí Mạng, 4.1 đầu ban đã khiến danh tiếng nhà hát Sương Mù rất giá thê thảm. Vì thế, Ai là hung thủ càng được kỳ vọng sẽ gợi điểm cho thương hiệu này. Vận may không quá mỉm cười với Ai là hung thủ khi phim chưa kịp lên sóng đã gặp phải sóng gió. Trước giờ G, poster phim bị tố đạo nhái phim truyền hình Nhật Bản Lego 2, Sakai Masato, Aragaki Yuri. Poster của Ai là hung thủ có rất nhiều điểm tương đồng với poster của Lego 2. Chúng gần như giống hệt nhau dù là bối cục hay hình dáng. Trước cáo buộc đạo nhái, người thiết kế poster Ai là hung thủ đã đăng một lá thư xin lỗi, nói rằng chỉ là vô ý. Sau đó, Weibo chính thức của đoàn phim đã nhắc lại lời xin lỗi này, đồng thời sẽ xóa toàn bộ poster khỏi nhiều kênh thông tin truyền thông khác nhau. Dù rằng đây là lỗi của đoàn làm phim, nhưng vì là diễn viên chính, lại là ngôi sao đắt giá nhất của phim, Triệu Lệ Dịnh trở thành nhân vật hứng chịu mọi lời chỉ trích, đàm tiếu. Netizen cho rằng danh hiệu nữ hoàng rating của cô rất có thể sẽ phải chịu ảnh hưởng từ scandal trời ơi đất hỡi này. Khi phim lên sóng trên trang đầu ban, rất nhiều đánh giá tệ một sao đều dành cho Triệu Lệ Dịnh. Đa số đều tập trung vào hai điểm, kỹ năng diễn xuất kém cỏi và độc thoại quá tệ của Triệu Lệ Dịnh. Tuy nhiên, sự thật là dù thủ vai nữ chính của Ai là hung thủ, nhưng Triệu Lệ Dịnh không hề xuất hiện trong hai tập đầu tiên. Vì thế, các bình luận chê bai này không hề chân thật, không dựa trên một cơ sở đáng tin cậy nào, mục đích chỉ nhằm tới bôi xấu Triệu Lệ Dịnh. Khách quan mà nói, trong hai tập đầu, Ai là hung thủ có tiết tấu khá nhanh, vụ án trước còn chưa được giải quyết thì lại có một vụ án khác xảy ra với nguyên nhân cái chết khác nhau. Điều này khiến cho cốt truyện trở nên tò mò hơn, tăng cảm giác hồi hộp hơn, nhờ đó mà lôi kéo khán giả dần sâu vào mạch phim. Đạo diễn phim sử dụng sự kết hợp của ánh sáng và bóng tối, sự tương phản của màu sắc làm nổi bật thêm không khí căng thẳng của bộ phim. Ngoài nội dung khá thú vị, diễn xuất của hai nam chính Đồng Tử Kiện và Tiêu Ương được nhận xét là phong độ ổn định, xứng danh là cặp bài trúng trên màn ảnh rộng. Đến tập 3, Triệu Lệ Dịnh đã chính thức xuất hiện và nhận vô số lời khen về ngoại hình lẫn diễn xuất. Nhìn chung, mở đầu của Ai là hung thủ chưa quá sức bùng nổ, mức độ phổ biến của phim chỉ xếp thứ 7, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng, nhưng chất lượng phim không hề tệ. Có thể thấy, nội dung và quay dựng xử lý khá tốt, mở đầu đủ gay cấn. Với những tập phim sau, khi các bí ẩn càng lúc càng gây tò mò, có lẽ bộ phim sẽ chứng tỏ được sức mạnh của mình. Chuyện phim Ai là hung thủ xoay quanh một vụ án xảy ra tại thành phố Hàng Châu, nhưng không bắt được thủ phạm. 16 năm sau, những người liên quan đến vụ án năm đó quyết tâm đào bới lại và tìm cho ra sự thật. Đó là cảnh sát Lệnh Tiểu Binh, Tiêu Ương, người đã vô tình để hung thủ tẩu thoát, nữ bác sĩ tâm lý Thẩm Vũ, Triệu Lệ Dịnh. Dường như là hai con người khác nhau vào ban ngày và ban đêm. Cuối cùng là Hạ Mộc, Đồng Tử Kiện, con trai của một nạn nhân 16 năm trước. Nay đã lớn, anh quyết định trở thành cảnh sát, tìm ra kẻ đã hại mẹ mình. Bộ phim có tổng cộng 16 tập, hiện đang phát sóng trên nền tảng.
Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.